Ok, xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn đến với tụi mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về một cái vlog đời sống. Đấy. Ngày hôm nay mình sẽ đi đào gặp chuột. Mình chứ bà bảo số đủ má hồi hư. Mình đi sạch gặp chuột. Mình đào gặp chuột ha, coi dính được bao nhiêu con à. Mong rằng đây là bạn mình đây, đây em của mình nè. Hai với cha. Hello. Rồi. Mình là bây giờ mình sẽ đi vô đây nha. Đi đây nè. Đây động đó. cầm đấy xe phải mày xe ve yeah, xe để dắt đi xe dắt dắt được đủ mất xe tôi cái tôi đang đi đó bên nhưng tụi đừng có tàu đâu cây đây dắt xe đây luôn đây xe mình nè đấy mình chạy đường rất là xa chở ba thằng mệt quá mất xe cái bộ về chết mẹ đây đấy mấy nghe tôi nè đấy đây là kinh tám nha đậu xe đây tôi thiệt tỉnh nào ấy đâu rồi mình cầm đi rồi đi dài dài hết đây phải không rồi đưa chỗ nào bên này bên sông bên đây bên đây trước rồi đi dài dài kiếm anh em ta đi thằng quân đặt làm chuột đây hello đây đây mà một cánh đồng quang du coi có không một cánh đồng quang du có ba con cu đang đi đặt chuột ấy đây là kinh tám nha rửa sạch kìa coi nha mình coi bánh cho con đây chưa kiếm từ từ ấy đây các bạn ra đi chứ bây tôi đi xa cho bơi quay ok chơi ấy mình vẫn còn nhỏ mà năm sau mình học lớp 9 nè mình 15 tuổi rồi đấy, kiếm từ từ đấy thấy chiều mát nhìn trời đẹp với lồi có không tu dạ có một con nhái nó đã bay không đồn mà má tưởng gì không thằng này mình còn tưởng là con thằng này con chình gà chình lợn chình phải không Anh Quân ơi. Đấy đi cái này. Gấp chuột à anh em ơi. Mày đi trước mày coi đi. Đi cái này rất là mệt. Đấy, nếu bạn đi hay thì lái xe, đăng ký mình cũng xe đi. Có không phải không? Đi mà không có là chắc vất vả lắm mà mệt mỏi lắm. Đấy, đây nè. Đường rất xa. Chân mày đó hả? Chân mấy em kia. Đấy. Đây mình đi đường rất xa rất mệt mất chở ba thằng luôn chứ mới chịu đi đau đi xác mổ xác mổ là cơ có mình đi dạng dạng thuốc chổng cái đường sông về nghe bồn có không có ra tao quay rồi đây là hang chuột hàng chuột ngay đây có hàng chuột rồi hàng chuột mà có một thanh niên nó đứng nó chặn cái đường đi luôn rồi đấy cờ đâu cầm cờ chỗ nào rồi đấy chuẩn bị chưa lấy cờ đi chưa đặt chừng nào đặt mới cầm cờ đấy thôi cầm nó con nào vô đi ra đi Đức ơi cái lũ má kiến đây kiến cắn cờ trò nó mất chạy không má này là anh này khổ quái mà bạn ơi chưa đéo cắm cờ luôn hả từ từ đấy đây là thanh niên chắc đi làm từ từ lắm đây mình chuẩn bị 2, 3, 4 mấy cái lợp bay 2, 3 6 cái lợp rồi chưa sao chỗ nào từ từ cầm cậy đó phải không phải không ba rồi đi đi này đi này rất là mệt cũng kiến cắn nè coi nè kiến cắn giò nè ui trời nó nhức ngồi ơi lộn nó ghét đau sức này đây xuống đây chặn luôn ấy làm thì rất là khổ lại bạn xem vui thôi chứ tôi có nghĩ gì đâu chặn đường là chặn đường kia là thằng này khôn mà cũng đeo cái lỗ không gió nào quay
hang chuột mà có lỗ thông gió, chuột kè vào thì... Má, chuột, thằng em mình bắt đầu chơi chuột, chuột mà cũng có lỗ thông gió nó mới chịu. Đau vậy đau, rắn lòng thanh niên ngay, hay, gương mặt sáng giá của anh nè. Thấy mặt mình thì không thể quay được, nó xấu lắm. Con đỉ mẹ mày. Ê, bậy, rồi chưa? Rồi. Rồi đi tiếp bùa ơi. Dạ dạ, má kiên cắn. À. Mẹ. Ai đi kiếm kiếm dài dài đường phải không? Không. Tao nói mà đéo đứa nào nghe. Cái gì? Đâu? Tao khóc nè. Ừ, mày vô đó đi, tao móc rồi đó, hang nước. Đây đây cũng là một thanh niên có kinh nghiệm nhiều năm nha anh. À, kinh nghiệm nhiều năm. À, anh Đức, một cái hang mà đầy nước mà anh Đức nói là có con chuột. Tao đéo thấy nước luôn. Thôi đi trước đi trước đi. Đạt đâu biết khoe hang chuột hả? Tao đâu biết con khăn chục. Tao cũng đéo biết. Rồi, sáng mình làm đây thì cưỡng cỡ sáng mấy giờ Phong? Sáng cỡ không, mai đúng giờ này chúng tôi sẽ đi thăm. 5 giờ mấy hoặc 6 giờ. Gì 5 mấy 6 giờ sao tao ngủ hết được. Ừ, cỡ giờ này nè. Cỡ 7 mấy 6 giờ á. Cỡ mấy 7 mấy 8 giờ. Đâu, cỡ 3 giờ mấy đi. Đụng má đi. Giấc sáng cho ba, giấc sáng cho ba. Thôi, đụng má chiều này nè. Giấc chiều hả gì? Ừ. Vậy giấc chiều. Đây. Quay mặt lại cho anh này xem cái đi. Đấy. Đây chính là người có kinh nghiệm nhiều năm trong đi đặt chuột. Ừ. Đặt từ buổi chiều họ hôm qua. Đây mình liên rất là mệt đấy bác. Đặt từ buổi chiều họ hôm qua. Đấy. Thấy... đây là màn hình hơi tối tối. Đấy, chiều ngày mai. Hơi nó mờ, bạn không cảm không? Nhìn đi bé bé ơi. Đây mình đang quay cái điện thoại nha, mình đâu có tiền đâu mình muốn mới quay, không có đồng bạc lẻ nữa. Đây đường mương đã khô rồi, đường mương khô gan, ta xả nước từ hàng qua lắm. Giờ gà bự anh các bạn. Có chưa bầu? Chút cơm. Chích bánh này. Hai chục cơm. Chích đây. Ok. Có không? Ok chưa? Đây chúng tôi đã kiếm được hàng chục thứ hai. Đây là hàng chục cơm. Phải không đó cha nè, đây hàng chục là ai hàng chục đó. Má để gần gần coi. Vòng vòng có kiến nãy cắn lên mình. Ừ. Đây mình đi rất là mệt, bạn thấy hay thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha. Anh em mình không cho mình một like để mình sẽ quay tiếp những đoạn clip này để cho các bạn coi hành trình của chúng tôi cực khổ gian nan như thế nào. Mày nói chuyện quá. Bạn hãy cho một like mình để mình có động lực làm video đời sống tiếp theo. Video sống tiếp theo như là mình coi có thể làm thì mình làm đi đặt lợp ha. Đặt lợp với đường này nè, với đường mương này nè. Khỏe mình có đi làm. Nếu được 10 like thì thôi mình không biết bao nhiêu. Nếu rảnh rảnh thì mình làm ok. Rồi chưa? Rồi. Tiếp theo. Thì tiếp theo mình sẽ đi thêm cái lẩm hai. Không được hai ăn chuột rồi. Thôi mình sẽ về mình đi về được bên đó. Đó được bên đó. Được bên đây mình đi trước. Được nên đi vô rồi đi ra đường bản ha ok. Ừ, coi đây. Ừ. Mệt quá bạn ơi. Giọng mình hơi khan khan tiếng ha, không rạp. Có cho mình. Gì vậy? Cái gì? Này là gặp. Cái đó gì hư à? Của mình có một cái chụp chặt, đó chính là có một cái đây. Chút dài. Ok này, ok không? Để mình bước xuống đây mình coi đây. Nói ok chưa? Đây chính là hang chuột rất lớn à các bạn. Các bạn coi đi. Đây mình về mình hồi mình tắm nữa nè coi đi. Mình mới tắm cái đợp luôn á. Mình đây coi mình coi còn cái được. Ở cái đường này nè Phương nè. Đây. Coi đường nè. Xuống dưới lượm đất đi. Bỏ xuống đi ba. Rồi xuống dưới lượm đất đi.
phải không? Phải rồi, nó có dáng nhện rồi. Kệ bà, anh đắp đi cho chắc ăn. Nó không quên đây nè ba ơi, đắp xong này chỗ này đi. Đâu trời ơi, có cái cây đâu trọng không? Trời ơi, nhiều nhiều nhánh lắm, nhiều nhánh. Này đắp 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 cái này đi đi. Chạy nó đi, kiếm đường mòn mình đặt. Mình đặt cái này trước không? Mình đặt cái này được không? Đây, đây nè, đây 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 đây, đây nè. Ở đây rất nhiều hang các bạn ơi. Đây à, hang này nhiều nha. Để mình mòn mòn có hang nào không? Đây nè, đây nè. Mày thấy đâu ngó cái lỗ nè, không nè. Đây quá nhiều. Móc không lên nữa. Ở đây chắc mình đặt hai lợp quá. Tại vì quá nhiều. Hai lợp có gì bầu. Nên mình đặt ít ít thôi, mình có ít nữa. Mình có nhiều. Thôi mình đặt nhiều ít. Ở đây không, đây. Mình đặt một chỗ còn nhiều hang nó cũng ngấy nữa. Làm rất cực. Đây đây. Quay khuôn mặt sáng giá của anh mình thôi, đây. Đừng có quay mặt quá. Đủ mát chứ là. Nhấm thơ này. Ê, mình đi rất cực khổ. Bạn ấy hay like cho share subscribe cho mình. Ok. Hôm nay mình có một đây ngang nữa nè. Đây một hang bự luôn. Ok không? Coi nó có đi đường nào ra không? Đây cũng là một lỗ bự nhưng mà cái lỗ nhỏ trong nó nhỏ. Thôi đi bỏ hang này đi, không có đâu. Coi sáng đi sáng mời hay chiều mời? Sáng mấy giờ? Đâu hang nào đâu phải không, được không đó? Đụng má nó không tới nha chi. Hy sinh nguyên bộ đồ luôn, nó nhìn vào cẳng mình nè. Hang này nó khó. Có thì đặt chút. Cái này không có, này bị hư rồi nè, không có chút gài. Nó có một cái đây bầu, nó bị lỗi. Đụng má gài là không được đó. Gài phong. Anh ta có kinh nghiệm 10 năm. Đây là cái hang chuột. Đụng má mình nhìn cái này nó có tới không? Đây. Nó không biết gài nữa. Đây mình đặt gì nè. Rồi. Rồi. Sức rồi. Lấy cái này đi. Đây. Cỡ nào đến rảnh mình sẽ đi đặt lợp ớt ha. Ớt mà cục lương gì đó. Chứ chỗ này nè, đó. Được không? Ừ. Gì đây, cây đâu? Mình đi đây rất là mệt đó bạn. Đạp xe chở ba thằng này đi mệt chết bà. Đấy. Nè. Nó cây này cục quá rồi. Phong ơi, ngỡ về nhà làm cây mới đi. Rồi. Hành trình của chúng tôi đã gần kết thúc. Cái này lợp này nó bị hư rồi, nó bị sức cái nó bị mất cái chút gài rồi. Để tao quay phải quay. Đúc. Rồi. Anh ấy đó. Men. Anh ấy đó bị rất là xui. Xong mẹ cái giò. Dính xong mẹ cái giò. Xong mẹ giò. Qua lúa người ta luôn chơi là phải chơi lá đây nè. Chơi là phải chơi đập lúa cái tay gì nè. Cái này cục đụng mới để xuống hả? Đấy, cái hang chuột đây. Sâu vô chút bụng má. Đây là cái hang chuột, là hang chuột nè. Mà biết có chuột không biết nè, nó như này là mới đào qua bữa kia gì thế biết đâu. Thấy đất nó vẫn còn mới. Ừ, đất vẫn còn mới. Tại sao đây? Đặt gì đó, ok không? Gì đi. Ok chưa? Dạ. Từ từ. Ok. Hả mày, đừng ơi. Chữ bảy vô. Đấy. Đây sáng ngày mai thì cỡ 10 giờ đi lấy bồ ơi, 10 giờ tao ba ngủ cái gì. Sợ chắc đó mang chuột chết hết rồi. Không chết chứ không được mà. Để 7 8 giờ đi. Tao nguyên đêm nè, đụng á nó có chết đâu. Vậy có 7 8 giờ 90 giờ, 7 8 giờ 90 giờ. Còn ok đi. Đụng á giờ đó mẹ tao không có cho đi. Đi thì tao đi. Đây, mình mới là té đường mương nè. À, thấy ghê vãi rồi. Vô hèm, chút về mình cũng phải tắp mà. Mệt. Không, không,
Kiếm lập kiếm được không? Bây giờ mình đi đường bản qua đây nữa, đi đường ren thôi gì? Đi phóng qua bản còn đây. Còn cái một phải lựa chọn cái hang nào có chuột đặc thì đó không uổng phí. Đây còn con cái một này đây đưa cho coi, nay còn con cái này nó bị hư rồi. Tào lao. Ủa? Mình đi qua đầu kế bên đây. Ừ, không mà qua bên cái bên đó, qua bên cái bên đó. Đi qua bên đó mình nhiều. Mình làm này rất là mệt bạn ơi. Ca đủ thấy. Đâu? Đi đường bến hả? Bên đây rồi, còn hai bạn kia thì còn hành đi phóng bển này. Coi đi, chuột luôn đó. Chuột luôn đó. Thì nó ăn gì đó ba ơi. Đây ăn chuột nè, Hàng này mới luôn nè. Nhổ cỏ luôn. Hàng này mới nè. Đây, hàng này mới, hãy qua. Qua phong. Đạp luôn, đụng quá đéo sợ, kéo ngang. Ghê. Đấy, cái hang nè, hang này mới luôn chứ. Nè, đất tìm xẹo mới à. Hang này mới, đất mới. Ok không? Đập, ok. Đập bắt kia. Đừng để gì đi, mà nó chạy đó. Động nó chạy đó. Bích đụng rồi. Đập ra. Bích đụng ha? Đụng rồi. Sao nghe, giờ hẻm tay nè. Đụng quá. Mình... không biết thằng chết có đến với mình không? Thằng sống ơi. Làm này dơ tay chân dơ giò nè, đạp lúa người ta nữa. Tội chích. Đây, đạp lúa mà phá lúa người ta luôn chứ không có nhận. Gì nó bầu gì cái gì? Đây. Phan. Lật trước cái hang này luôn. Lật trước cái hang này đủ. Từ từ. Nhổ cỏ luôn. Nhổ lúa luôn. Bỏ đi. Liên cái tay ra. Gì nè. Kéo qua mà. Dẹp cái ạ. Cây đâu? Đụng má chặn bên đây không chạy đủ xị. Ừ. Phan. Lên này khá là mệt đó bạn. Nhẫn chút. Nhẫn rất khó các bạn ơi. Ừ. Mệt. Nhẫn như vậy ừ. Cái lợp ta sẽ không bị dở. Rồi gì ok đó, ok. Rồi ok chưa? Đây. Chúng ta chi tuy không có mồi nhưng mà mồi. Ê mày là lỡ như chuột nó ở ngoài rồi sao? Phải cho đường vô đi, phải xe cho đường vô. Rồi ok. Clip đây mới có bằng nữa nha. Đây là mặt của mình. Hello. Đấy, đây là mặt hai thằng bạn mình, anh em mình luôn ấy. Thì nếu có hai bạn like share giúp cho mình thì sáng ngày mai thì cỡ 8-9 giờ thì mình sẽ đi dỡ lợp các bạn. Đấy, để mình đi ra cho các bạn coi xem bóng đá của mình. Đấy, xem bóng đá cũng bình thường thôi. Chiều nào cũng mình quá chứ. Tại bữa nay bánh nó bị bể rồi. Hằng kia đi mua mời đá mới được. Chúng tôi rất đam mê đó anh già, nhưng chúng tôi đã có một thành viên trong nhóm đá rất hay. Ai? Mà đội tuyển bóng đá sẽ cử người anh đó ra đi đá quốc tế. Thôi cha đứng sợ đi ơi. Đấy, đây là cuộc hành trình của mình. Đấy, mấy cái lợp mình đặt rồi. Cánh đồng không ngon, béo mỡ. Đấy, mấy cái lợp mình đặt rất là mệt. Để mình gần cho coi sao nó banh mà. Cũng nhỏ của mình thường thôi. Đấy, mình có thể nào quay à. Nhìn bầu trời đẹp quá. Đó, quay cái này mới đẹp nè. Tim, hả tim. Đấy, nhìn đẹp quá trước. Đấy, nhìn màn hôn chiều ơi, kính lòng kính táo mình. Quê mình là An Giang. Quê mình ở An Giang, kinh Cấm Cốc An Giang nha bạn. Đấy. Ấp Tân Phú. Hello. Bình Phú ơi. Bình Phú, tỉnh An Giang. Mày ở Bình Phú nhưng mà tao ở đầu Hữu Cảnh. Đấy. Ở quê mình thì mình chỉ có đi đặt chuột hay là nhấp ếch thôi. À, chừng nào cái lúa mình cắt thì mình sẽ quay clip và mình đi bắt chuột ra. Làm clip rất cực. Quay clip sống này rất là cực. Chặt tre, chặt chút đi nhấp ếch cho các bạn coi. Ếch rất là thơm ngon. Nhìn có ếch là thấy thèm rồi. Vừa mới nhấp ếch mà đã biết ếch ngon. Tôi sẽ làm một biểu diễn cha thôi nãy giờ mày nói chuyện nhiều lắm rồi đó. đây những cái đường mình đi, mình định qua đâu gặt cái đó nhưng mà tại mình chuẩn bị có sáu lợp rồi rất ít
Thấy vườn bên đó cũng cỏ cây, cây sợ đứt dồn. Không, à, nhà mày có cái lợp chuột không? Lợp không? Lợp ếch gì nè? Thôi đi nhấp ếch đi ba ơi. Có không? Lợp chuột không? Chị ơi, chừng nào mình có ấy mình sẽ đi đặt lợp ếch đó bạn. Thì, gì đó. Nếu khi nào tới mà mấy hai nội đi nhấp ếch thì mình sẽ quay cái đếch đi nhấp ếch luôn. Mình đi mình bây giờ mình không có. Không mấy mình đi dân nước cho các bạn coi. Quay đi nhấp ếch. Phải thợ chống nước dân lưới rồi má. Đây đây gần cái tới rồi này. Nói đi tuốt tuốt trọng á. Dạ rồi. Sập đường mương sập vô lúa lên ơi. Mình thật là xui xẻo ha các bạn. Anh mình là Đỗ Tấn Đạt. Trần Phát Đạt trời ơi. Trần Phát Đạt. Anh Trần... trước bằng áo vàng là Đỗ Kim Phong. Này. Thằng đi thằng đi sao này là Lôi Nhôi Bà Tám nè. Anh Đạt ta có một siêu xe. Rồi. Siêu xe đi tán gái. Đây thì trên đầu của mình tên là Lê Hiển Linh á. Đó là phải tên mình đâu. Đấy, nếu bạn hay thì lái xe sụp gai lên kia một rồi đi. Trời ơi. Nhìn... Đợi mình là. Đây xe của mình nè. Ai đặt mình mày. Xe mình nè. Nó chơi xe mượn của bà chị. Xe mượn của bà chị mới đau không chứ. Dắt ra. Đây mình dắt cho bạn coi. Trận bóng đá của mình này. Sân sân bóng đá. Đấy cũng bình thường thôi. Xe của bà chị mình. Mượn xe đi nó mới đau chứ. Không có xe nữa. Chúng tôi quyết tâm đặt đội tôi là đây. Đây là sân bóng rồi đây. Đấy. Cũng bình thường thôi này. Đây, nhìn tôi cũng có cỏi thôi mà vẫn có đó bình thường. Đấy video đây là kết thúc ha. Nếu bạn hay like share subscribe đăng ký ủng hộ mình đi. Ok.